đã sẽ bắt đầu xây dựng giao diện bên ngoài của trang web. Và với giao diện này chúng ta sẽ xây dựng động tất cả từ banner, menu cho đến quảng cáo này sẽ được động trong cơ sở dữ liệu hoàn toàn. Và đầu tiên thì chúng ta cùng nhìn lại giao diện ba trang. Đây các bạn thấy khi mình ấn chuyển từ ba trang thì chỉ có phần ở giữa này nó thay đổi. Vì vậy chúng ta sẽ xây dựng một trang master page chứa phần sidebar bên này và banner menu ở trên. Đây. Chỉ có giữa thay đổi. Và cái ở dưới cũng sẽ bật poster và banner menu ở dưới cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy chúng ta sẽ xây dựng một trang master page. Đây, sai cho master page Visual Studio tự render cho chúng ta. Và chúng ta xóa hết tất cả này để vẽ lại từ đầu. Đầu tiên là sẽ lên khung của giao diện này thì sẽ có một div bao tất cả, bao toàn bộ trang web, gọi là đây, main content là cái bao tất cả đây.
sẽ không thêm chúng ta sẽ có một điểm ID là folder chứa thông tin của folder. Trong folder này sẽ có một điểm nữa là một cái menu nữa.
sáng không? Được kín. Rồi, uống thuốc đi ngủ rồi. Đây, hiện tại menu đang là 3 cấp. Chúng ta thử vào admin thêm một cấp nữa xem có động được không? Được rồi. Game. Thank you.